lít nha anh em. Xe này quá đi luôn nha anh em, chạy mới có 13.000, hai khóa zin còn đầy đủ. Cái con này thì rất là tiết kiệm ha, cốp hộp rộng rãi, rất thích hợp cho mấy em học sinh sinh viên, rồi các cô giáo đi để cốp, để cặp, để thước đó ha, bự lắm. Đó, chạy rất ít luôn. Đó, gương khóa còn đầy đủ ha. Đây. Còn là biển số rất là dễ nhớ nha. 01777 07177. Bao là nguyên zin nha. Đó, áo sống đẹp. Một chiếc đồ đẹp. Đèn đóm không lỗi gì với em ha. Xi nhan như gì còn nguyên xi á. Cái này thì có tắt đèn đầy đủ hết. Đó. Tắt đèn đầy đủ ha. Nó hệ thống Island Stop nè ha. Giá quá ok luôn nha anh em ơi, 19.500.000. Đó. Nhiều khi anh em sợ nghe nhầm chứ không nhầm đâu nha. Giá 19.500.000 thôi. Quá rẻ cho con xe tay ga rồi ha. Cái này có xử lý lại nha. Có cái này, mỗi này thôi. À, tại vì đậu trước ta mua đó rồi ta gắn cái inox á. Khi mà về mà gỡ ra nó bị nổ quá nè. Thôi thì tôi bỏ để làm cho đẹp rồi ha. Chỉ nhiêu đó thôi, áo sống còn nguyên zin hết, cái này nó dính ra chứ không có chạy đâu, cái nó bát ra vậy. Quá giá quá tốt rồi anh em ơi, 19.500.000 mua gia đình sử dụng là khá là ok ha. Rồi mọi thông tin chi tiết thì các bạn liên hệ qua cái bảng này dùm em nhé. Đấy, hoặc đến cửa hàng coi xe hoặc là chốt online luôn. Rồi 19.500.000 nhé, giấy tờ thêm phí, xin cảm ơn.